Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện đề án khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2018-2020 được Bộ Công Thương phê duyệt cho tỉnh Thanh Hóa triển khai, hỗ trợ các sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn phát triển sản xuất, chế biến lâm sản giai đoạn 2018-2020. Có thể khẳng định, đây là cách làm mới, đang đi đúng và trúng, kịp thời giúp các cơ sở mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến. Hiện tại, Thanh Hóa có trên 50.000 hecta gỗ rừng trồng, trong đó có khoảng 30.000 hecta đã đến tuổi khai thác, mỗi năm cho sản lượng hơn 3.000 mét khối gỗ, chủ yếu là các loại gỗ keo và bạch đàn. Toàn tỉnh có hơn 400 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản, trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp đủ năng lực xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường có nhu cầu cao về giấy, đồ gỗ nội thất và gỗ kỹ thuật dùng trong xây dựng như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Đức, Mỹ và EU. Năm 2018, Thanh Hóa triển khai hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh theo đề án được Bộ Công Thương phê duyệt với tổng kinh phí là 1,3 tỷ đồng, bao gồm các nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất sản phẩm gỗ ván ép, ván thanh, đưa công nghệ tiên tiến vào gia công chế tác sản phẩm gỗ mỹ nghệ, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu cho 4 đơn vị, tổ chức hội thảo nâng cao năng suất chất lượng, phát triển chế biến lâm sản cho đại diện các sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Hoàng Hóa, Triệu Sơn, Tĩnh Gia và Nông Cống. Tiếp đó, năm 2019, triển khai đề án điểm tại địa bàn các huyện Thạch Thành, Như Thanh và Như Xuân với tổng kinh phí là 2,3 tỷ đồng, tập trung vào các nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gỗ ván ép, gỗ dân dụng, công nghệ ván ghép thanh phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhờ sự hỗ trợ của Sở Công Thương, đặc biệt là Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng tỉnh Thanh Hóa, công ty chúng tôi đã tham gia vào chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Cụ thể, trước đây chúng tôi là chỉ đơn thuần là có một sản phẩm là gỗ tròn sẽ thành khí. Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ của chương trình khuyến công quốc gia, công ty chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư thêm về hệ thống máy móc đục gỗ công nghệ cao. Với cái loại máy móc thì mặt hàng gỗ chế biến có sự đa dạng hơn, sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Khi mà tham gia vào cái lĩnh vực xuất khẩu này thì để quyết định trong cái việc đầu tư, đặc biệt là hệ thống máy móc thiết bị nhằm đáp ứng được những cái chất lượng, yêu cầu về chất lượng của các cái thị trường khó tính, thì chúng tôi cũng cần có một cái sự động lực bằng tinh thần và cả bằng vật chất để giúp cho cái quyết định trong cái việc đầu tư nó được mạnh dạn hơn, để nâng cao tầm cái chất lượng sản phẩm của mình để giúp cho đáp ứng các cái yêu cầu của thị trường. Với cả như chúng tôi thì hiện nay bây giờ đang xuất khẩu đi thị trường Mỹ ván ép, và là một trong những cái thách thức với cả các doanh nghiệp chế biến lâm sản vào trong cái thời gian này. Bước sang năm 2020, năm cuối triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia được Bộ Công Thương phê duyệt, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Sở Công Thương Thanh Hóa tập trung triển khai vào các nội dung hỗ trợ kịp thời các cơ sở công nghiệp nông thôn phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng kinh phí cho các đề án là 2,8 tỷ đồng. Trong cái đề án chế biến lâm sản này, chúng tôi tập trung vào hai cái lĩnh vực chính mà mang lại cái hiệu quả là rất khích lệ cho các doanh nghiệp, đó là đầu tư hỗ trợ về cái mô hình trình diễn, thứ hai là hỗ trợ về ứng dụng máy móc thiết bị cũng như là hỗ trợ dây chuyền. Qua những cái lần trình diễn đối với những doanh nghiệp được thụ hưởng thì gần như là các cái doanh nghiệp lớn về chế biến lâm sản của tỉnh cũng đã ngồi lại với nhau. Từ đây chúng ta có thể nắm bắt được những cái gì doanh nghiệp cần và những cái gì mà cơ quan quản lý nhà nước có thể hỗ trợ tiếp cận với doanh nghiệp được, và đây cũng là một cái kênh rất chi là bổ ích để cho các doanh nghiệp có thể hiểu được về các chương trình khuyến công cũng như là các cái nội dung khác mà cơ quan quản lý nhà nước nắm được cái nhu cầu của doanh nghiệp để có thể kiến nghị với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng các đề án, các lĩnh vực khác nhau để triển khai hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới. Bên cạnh các hoạt động xây dựng mô hình trình diễn, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa còn tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao năng suất chất lượng, phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, đồng thời giúp các doanh nghiệp chế biến lâm sản có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Những năm qua, Thanh Hóa đã có nhiều chính sách phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, nhất là trong lâm nghiệp,
mô hình trồng rừng gắn với chế biến được triển khai ở nhiều địa bàn đã bước đầu hình thành được vùng nguyên liệu tập trung, phục vụ cho các nhà máy sản xuất chế biến gỗ tại chỗ với doanh thu hàng trăm tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Những giá trị từ chế biến lâm sản đã và đang là một thế mạnh của Thanh Hóa trong phát triển kinh tế.